tất thị trường chứng khoán Hàn Quốc, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2024. Kospi tăng 0,47% và Kosdaq đóng cửa với mức tăng 0,75%. Hãy cùng điểm qua các tin tức chính về thị trường chứng khoán Hàn Quốc hôm nay. Tập đoàn HLB đang thực hiện khoản đầu tư trị giá 5 tỷ won vào Arontia, một công ty phát triển thuốc mới về AI. Điều này nhằm tăng tốc độ và tỷ lệ thành công của hoạt động kinh doanh sinh học bằng cách kết hợp công nghệ nền tảng AI vào nhiều quy trình phát triển thuốc mới. HLB Parazin thông báo vào ngày 3 rằng họ sẽ mua 474.664 cổ phiếu Arontia mới trị giá 4 tỷ won, đảm bảo tổng số cổ phần là 10%. Ngoài ra, HLB Investment cũng quyết định đầu tư 1 tỷ won và mua lại 118.666 cổ phiếu, 2,5%, thông qua Hiệp hội Đầu tư số 1 HLB Anbam của riêng mình. Clinomics đã thông báo vào ngày 3 rằng họ sẽ theo đuổi dự án Genocare, kết hợp cơ sở hạ tầng cốt lõi và khả năng kinh doanh của công ty. Dự án GenoCare tạo ra và phân tích chính xác lượng lớn dữ liệu ghen thông qua cơ sở hạ tầng GenoEngine hiện có và sử dụng công nghệ omics và trí tuệ nhân tạo để tạo Geno Report và thực phẩm chức năng y tế tùy chỉnh. csi gần đây đã ký biên bản ghi nhớ, mô, về hợp tác kinh doanh mỹ phẩm với công ty Việt Nam Studio E Sài Gòn để thâm nhập thị trường Đông Nam Á. Pháo hiệu đã được bắn ra. Studio E Sài Gòn, đối tượng của biên bản ghi nhớ, là công ty con của Studio E, một tập đoàn trong nước. Studio Y e là công ty phân phối mỹ phẩm nội địa sang Trung Quốc và Đông Nam Á thông qua thương mại trực tiếp trong studio triển lãm phối hợp với một công ty phân phối lớn trong nước. BHI đã hoàn thành thành công dự án trình diễn sản xuất hydro xanh quy mô megawatt đầu tiên của Hàn Quốc. BHI đã thông báo vào ngày 3 rằng họ đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho cơ sở sản xuất hydro xanh điện phân nước Ansan và đang tiến hành đánh giá hoàn thành. Sau khi quá trình xem xét hoàn tất, quyền sở hữu cơ sở ban đầu sẽ được chuyển cho Kepco KPS nơi sẽ tiến hành các hoạt động thử nghiệm để thương mại hóa và sau đó cuối cùng sẽ được chuyển đến thành phố Ansan để bắt đầu sản xuất hydro quy mô lớn. Tuần trước, giá đóng cửa của công ty mẹ Naver Webtoon vào ngày đầu tiên giao dịch trên Nasdaq ghi nhận 23,0 đô la Mỹ, tăng 9,5% so với giá chào bán ra công chúng. Tính đến giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên, giá trị công ty đạt gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, khoảng 4.000 tỷ won. Người ta đánh giá rằng việc niêm yết đã thành công, có thời điểm mức tăng lên tới 14% trong ngày. Điều này có nghĩa là đủ năng lực cho toàn cầu hóa cây Webtoon vốn được đặt ra như tầm nhìn trước khi niêm yết đã được đảm bảo ổn định